mát lạnh tim. Thế này thì đã ăn cái gì mà kêu là lạnh nhỉ? Thế này gọi là mát chứ ai gọi là lạnh? Ồ, vẫn chưa vào cái kia. Đấy, chạm trung chuyển đây. Thế đây mình xuống à? Thế kia người ta còn đi kia. Giỏi nhỉ? Kia lại xuống đầu kia. Hoặc là lên trên đầu kia để xuống. Đấy là xuống, là đây, đây không phải con đường xuống đâu. Không, kia mình lên đầu kia. Mình lên nữa mà. Đây là không có đường cáp, không có đường xuống. Không có đường kia. Mình là quay cáp đi, cáp xuống. Đây có cả cáp xuống. Đây là cái kiểu quay trò 2x2 là mình đi về. Quay luôn. Mình cứ ngồi chứ. Và xong mình lên nữa mình xuống đây. Cứ đi, cứ đi. Cái 6-7 lần. Nhưng mà đi cầu thang. Không, có ạ, rất không kỹ. Đúng rồi, các bạn là phải có cái quẹt thẻ mà không phải thuê, hoặc phải quẹt thẻ xuống trên máy. Nhưng mà chị nói là không có thẻ thì không lên được không? Lên được thì nghĩ là chỉ là cái thẻ đấy để vào mở cửa thôi, chứ mà không phải là quẹt vào cầu thang. Thế có phải xuống đen nhỉ? Không. Là tốt. Tức là bình thường ra là như này, bình thường ra là người ở đây họ sẽ đi phương tiện là ô tô lên đây để họ chơi ở trên này. Úi trời ơi, tuyệt vời không? Quá đẹp, quá mê ly luôn. Đây là bằng. Chỗ này là cao nhất. Chỗ này, cái cột này là cao nhất. À, ta xem khu nào là khu đánh bạc nào. Casino. Chị ơi, cái thiết kế của nhà thì đẹp chưa kìa? Họ đang thiết kế, họ đang làm. Được chưa? Nhà để ô tô kìa. Nói chuyện này rộng nhỉ. Đây ngắm mới thấy cái hoàn cảnh nó mới rộng chứ. Anh Châu Vi. Vẫn đang xây dựng kìa. Ừ, kia là họ đang xây dựng khu vui chơi. Lớn nhất, đây là cao nhất. Rất là khiếp. Gọi là nhất thế giới. Gọi là khu ăn chơi bậc thầy của thế giới. Nhưng mà casino thì có nhiều nước có mà không biết là ở đâu là hiện tại nhất, hoành tráng nhất. Macao. Macao nhất. Hồng Kông. Đây đến đây rồi.